Xin chào tất cả mọi người đã đến với một video mới và quay trở lại với channel của mình, I'm Finish. Và hôm nay chúng ta đến với tập thứ 7. Trong tuần vừa rồi, từ cái tập trước, tập 6 ấy, cái khoảng thời gian giữa tập 5 và tập 6 ra nó hơi chậm. Bởi đây, các bạn thấy mình vừa mới chuyển nhà xong các bạn ạ. Và chào mừng các bạn đến với một góc mới nữa. Hình như mình nhớ là góc thứ 3 hay góc thứ 4, anh em chúng ta ngồi quay với nhau, làm việc với nhau ở trong một năm này. Sau 5 tuần vừa rồi, chúng ta đã đi tập với nhau, tăng dần volume rất chết. Vậy đến tập thứ 7, chúng ta sang tuần thứ 6, bạn ơi mình sang tuần thứ 6 thì chúng ta sẽ trải qua một giai đoạn gọi là đi load. Với nhiều bạn tập lâu chắc hẳn sẽ đã biết đi load rồi, nhưng mình vẫn cứ nói lại để tất cả những ai mới bước vào cái quá trình tập luyện, các bạn sẽ biết đi load là gì và cách sử dụng nó như nào, tại vì sao chúng ta sẽ nên sử dụng nó nhá. Yo, xin chào các bạn. Người đang quay thì anh cứ vào các bạn ạ. Nên hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau này về đi load nhá. Thì ở đây chúng ta có 4 vấn đề coi nhá. 4. Ô chà. Đầu tiên chúng ta sẽ nói là về what, đi load là gì, đúng không con? Thứ hai, tại sao chúng ta cần đi load. Thứ ba, khi nào các bạn nên đi load. Và cuối cùng là cách đi load như nào để chúng ta có thể lấy được toàn bộ cái độ hiệu quả. Con nhà đi load ở nhà bế con thề xuống lắm các bạn. Hồi đấy tí mình sang trả cho mẹ nó rồi mình nói chuyện tiếp nhé. Rồi, trả xong cho mẹ nó rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau này. Chắc là mình sẽ gộp hai cái ý này. Đầu tiên này, what and why. What, đi load nó là một thời gian. Mà đây các bạn cứ thấy là đi là giảm. Thực đi là giảm nhá. Đó, load. Load ở đây nó có thể là volume hoặc là số tạ của bạn. Là một thời gian mà các bạn một là nghỉ, hai là các bạn giảm lại những cái volume, những cái lượng bài tập, những cái áp lực dành cho cơ thể. Đó, để làm gì? Why? Đó là để sau khi mà các bạn đã tập luyện rất là hardcore này, chẳng hạn như bản thân mình, sau 5 tuần tăng dần volume và giữ ở cái mức gọi là maximum recoverable volume 2 tuần, thì nó có rất nhiều những cái tổn thương tích tụ ở trong cơ bắp của chúng ta. Vậy nên khi chúng ta có một tuần như thế này ấy, chúng ta sẽ giúp cho cơ thể loại bỏ tất cả những cái tổn thương đấy hoàn toàn. Đấy là những tổn thương tích tụ mà, chứ không phải là một phát các bạn tập về xong các bạn hôm sau các bạn gọi là nghỉ 1-2 ngày nó sẽ hết đâu, mà nó sẽ tích tụ dần dần khi các bạn không có một thời gian đi load như vậy. Đấy, nó cứ tích tụ mãi thôi. Đó, thì đây là cái thời gian mà để cho cơ thể nó loại bỏ hết tất cả những cái tổn thương tích tụ đấy và giúp cơ thể sẵn sàng hơn, refresh lại hơn, tươi mới hơn để có thể bước vào một cái giai đoạn hardcore tiếp theo. Đó, nó tưởng tượng giống như chẳng hạn ví dụ như khi các bạn booking, các bạn ăn quá nhiều xong đến một mức mà các bạn không thể nào mà có thể gọi là ăn thêm được nữa, các bạn rất là ngán, các bạn không thèm ăn tí nào mà cân nó mãi không tăng, thì lúc đấy các bạn lại phải trải qua một quá trình mini cut, đúng không? Thì tương tự với cái đi load cũng vậy, khi các bạn tăng dần về cái lượng tập luyện thì các bạn cũng sẽ có một cái thời gian mà các bạn nên bước lùi lại một chút để có thể 10 bước tiến. Đó, rồi when to deload. Thực ra khi mà các bạn nên deload ấy, nó không tùy thuộc vào gọi là một cái set point nhất định, không có một bất kỳ một công thức nào. Thường ấy nó sẽ có rơi vào hai loại chương trình tập, đấy là ngày xưa như các bạn thấy mình hay tập ở chương trình First Life, hoặc thực ra trước cái thời gian này mình tập theo chương trình một volume nhất định, luôn luôn giữ một volume và cố gắng tăng dần được cái mức tạ ở trong cái bài tập đấy. Thì thực ra với cái lượng volume đấy nó không quá là nhiều, trung bình khoảng tầm 2 hiệp mỗi bài á. Thì nếu mà với cái lượng volume như vậy và giữ xuyên suốt của quá trình booking thì mình vẫn có thể giữ được khoảng tầm đấy 4, maybe 5 tháng đó, thì chúng ta bắt đầu đi load. Còn như cái chương trình này của mình, với cái chương trình mà mình tăng dần volume và đặc biệt với sự phục hồi của một người natural ấy, thì let's say khoảng tầm 4 đến 5 tuần, hoặc thậm chí là có thể lên 6 tuần. Mình thấy đây là mức maximum. Còn với các bạn mà kiểu enhance, sử dụng thêm những cái hormone kích thích, thì lúc đấy phục hồi của bạn tốt hơn, lúc đấy hoàn toàn có thể đẩy xa hơn chỗ hoặc chẳng hạn như là 8 tuần, 9 tuần, maybe, đó. Nhưng với cái lượng này ấy, nó sẽ không nhất định khi mà chúng ta thấy những cái dấu hiệu của cơ thể cho các bạn nhận biết rằng chẳng hạn như là cái sự tiến bộ của bạn về lượng tạ ở trong các bài tập, rồi cái độ kiểm soát nó không tốt và nó
bắt đầu chậm lại hơn rất nhiều so với những cái tuần trước. Thì lúc đấy các bạn nên đi lốt này, hoặc là khi giấc ngủ các bạn bình thường. Ui, ngày xưa các bạn nếu mà cắt các bạn rất khó ngủ đúng không, nhưng mà khi các bạn dần trở lại với cái off season, các bạn có nhiều thức ăn hơn, lúc đấy các bạn ngủ rất ngon, ngủ rất tốt. Giống như thời gian mà mình chưa còn bé, mình thề với bạn những giấc ngủ của mình tuyệt vời đó. Nhưng nếu dần các bạn cảm giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng trong thời gian mà booking này, chắc chắn đây là cái dấu hiệu cơ thể muốn các bạn đi lốt một chút. Và thêm nữa, tổn thương là phục hồi, cái recovery của bạn nó không được tốt, thì lúc này chứng tỏ là có quá nhiều tổn thương tích tụ, không để cơ thể có đủ thời gian nó có thể phục hồi cho các session tiếp theo. Giống như bản thân mình ở tuần thứ tư, thực ra là mình set up ban đầu đấy là chỉ là 4 tuần tập luyện và đến 1 tuần đi load. Nhưng khi mà mình tăng đến mức gọi là maximum volume ở tuần thứ tư rồi, lúc đấy cơ thể nó vẫn có đủ được tốc độ phục hồi và mình họ cảm thấy hoàn toàn ok để có thể thêm 1 tuần nữa, chứ không phải là theo công thức là đấy đến tuần thứ 5 phải là đi load, mà đấy đến tuần thứ 5 mình vẫn giữ cái volume của tuần thứ tư. Nhưng mà đến volume tuần thứ 5 mình cảm thấy là bắt đầu cái tốc độ phục hồi của cơ thể của mình nó không hề tốt tí nào. Khi mình nhớ là mình tập đến ngày gọi là deadlift và pull đấy, mình thề với các bạn là sau rồi cái ngày upper back đấy của mình cảm giác như cả cái phần lưng trên của mình chết hết nhở. Đó, thì khi mà các bạn cảm thấy là cái tốc độ phục hồi nó chậm lại rồi, đi load là một thời gian tuyệt vời dành cho các bạn đó. Và tiếp tục mất cảm giác ăn, đôi khi có những thời gian trên xe mình thì mình chưa đến mức cái cảm mức cấp giảm áp mất cảm giác ăn đâu, nhưng mà những các bạn nào mà ví dụ như khoảng tầm 4-5 tháng này thì chắc chắn sẽ xảy ra những cái vấn đề như vậy. Còn đối với bản thân mình ấy, mất động lực. Mất động lực ở đây là gì? Thế ra không phải mất động lực mà nó giống như mất cảm giác mình muốn đi tập. Vì khi các bạn có quá nhiều cái tích tụ rồi ấy, khi các bạn nghĩ đến những cái buổi tập rất là hát, có rất là chết, rất là cháy, các bạn sẽ hơi mệt, các bạn sẽ hơi mất đi cái cảm giác hứng thú để tập luyện đó. Vậy nên khi mà chúng ta có một cái thời gian đi lốt như thế này ấy, nó cho các bạn gọi là cảm giác thèm ơi là thèm cực để có thể đi tập trở lại. Và đấy là một trong những cảm giác mình nghĩ rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có một bước lùi như vậy để có thể 10 bước tiến. Rồi, how chúng ta có thể đi lốt như thế nào? Thực ra là có hai hình thức, cái này thì mình cũng không biết biết luôn nhé. Hai hình thức của chúng ta nó sẽ là một, giảm volume, và hai là nghỉ hoàn toàn. Rồi, thường ấy cái thời gian đi lốt của chúng ta, thường cái thời gian đi lốt nó sẽ kéo dài trong khoảng tầm 7 đến 10 ngày tùy vào cái mức độ thời gian mà các bạn ở, chẳng hạn như trải qua cái thời gian 4 đến 5 tháng hoặc 4 đến 5 tuần như này này thì cũng cần ít nhất là 7 ngày. Thì thực ra là mình biết các bạn sẽ hơi không muốn đợi, chẳng hạn các bạn chỉ cần nghỉ khoảng tầm 4 đến 5 ngày giống như bản thân mình này. Nghỉ 4 đến 5 ngày các bạn cảm thấy cơ thể thực sự là nó cảm thấy ổn phết đấy, nhẹ tựa lông hồng rồi đấy. Nhưng mà thực ra trong cái cơ thể của bạn nó vẫn còn những cái tổn thương tích tụ, và nếu các bạn chỉ cần cho nó thêm 1 đến 2 ngày nữa để nó loại bỏ hết những cái đấy hoàn toàn, thì thực sự cái đi lốt nó sẽ có tác dụng hơn rất là nhiều so với các bạn vội vã quay trở lại tập luyện sau mới khoảng tầm được 3-4 ngày nghỉ. Rồi, quay lại trở lại với cách mà các bạn phải đi lốt, thì chúng ta có thể giảm volume. Giảm volume ở đây ấy, mình sẽ làm một cái file, mình sẽ để ở dưới cái link description cho các bạn thấy được là cái sự giảm volume của chúng ta trong 5 buổi tập nó sẽ diễn ra như thế nào. Thường ấy nó sẽ giảm đi một nửa và mình chỉ tập những cái hiệp back off là hiệp nhẹ thôi. Nó vừa giảm áp lực lên cái hệ thần kinh trung ương CNS của chúng ta, mà chúng ta vừa giảm được những cái gọi là những cái tổn thương nho nhỏ mà chúng ta sẽ gây cho cơ thể đó. Nên chính vì vậy mình chỉ tập bách gọt và thực sự là không tập đến chết nha. Mình sẽ tập với cái RIR là 2 RIR, có nghĩa là còn 2 reps ở trong người á. Thì lúc đấy chọn cái mức tạ nào nó cảm thấy các bạn rất là tự tin và cảm thấy thoải mái á, lúc đấy nó rất là dễ phục hồi. Đây sẽ dành cho những bạn nào mà không thể rời khỏi phòng gym được nhá. Còn thực ra nhá, đối với bản thân mình là một người đã tập thì phải hardcore. Còn khi mà đến phòng gym ấy, mà tập gần nửa vời như thế á, đôi khi bản thân mình lại ngã lười, mình không muốn như vậy. Tại vì tính mình khi mình làm cái gì mình phải hát có hết sức. Thì thực ra trong cái thời gian đấy các bạn hoàn toàn có thể chọn hình thức đấy là nghỉ hoàn toàn. Nghỉ hoàn toàn ở đây
không sao ấy, nó vẫn rất là một cái thời gian mà giúp các bạn có thể reset lại, không có việc gì phải xấu hổ cả. Mà thực ra nhá, trong thời gian đấy mà lại chung với thời gian mà các bạn đi du lịch với gia đình này, hoặc có bất kỳ công việc gì cần làm đấy, đáp bên như mình, nó rất là phù hợp khi cái tuần đi luôn là tuần mình chuyển nhà, nên lại càng có một thời gian thích hợp. Với mình ấy, mình cũng không phải là tất cả giảm hết volume, mà cũng như là không phải là nghỉ hoàn toàn, mà mình tập hình như là 3/5 buổi. Mình tập 3/5 đó, 2 buổi, còn lại mình nghỉ khoảng tầm 4 buổi để mình chuyển nhà. Thì cái đấy không có gì là sai cả, không có gì là xấu cả, mà nó sẽ phụ thuộc vào sở thích của các bạn và cái nào giúp các bạn có thể vượt qua cái thời gian này một cách tốt nhất, cộng thêm là đấy, reset lại một thời gian, dành thời gian đấy cho gia đình, cho bạn bè, không có sao hết. Và đặc biệt là trong thời gian này nhá, có một cái rất là hay là mình dành thời gian này để mình đi tập những phòng tập khác. Tại vì sao mình muốn tìm những cái chỗ phòng tập mà mình cảm thấy có những cái máy nó còn mà mình có thể tập và có một cái môi trường mình cảm thấy thích thú đó. Thì khi mà các bạn tập rất ở rất nhiều phòng gym khác nhau, nó không cùng một thiết bị, thì chắc chắn là các bạn có thể không thể so sánh với những buổi tập hôm trước được. Thì thời gian đi lốt là một thời gian tuyệt vời khi các bạn không phải quan tâm quá nhiều tới là ở đây có phải có cái máy giống phòng gym cũ của mình không đó. Thì đấy là thời gian mà mình vừa tìm được một phòng gym tuyệt vời và mình sẽ chia sẻ với các bạn ở episode sau nhá. Đó, thì với cái lượng thời gian như thế này, cố gắng nghỉ cho mình ít nhất là 7 ngày, đủ 7 ngày. Xong rồi mình thề với các bạn, khi các bạn quay trở lại phòng tập, sức mạnh của bạn sẽ tăng rất là nhanh và lúc đó các bạn sẽ cảm ơn rất là nhiều cơ thể. Đôi khi nó gọi là doing less is doing more, chứ không phải là các bạn cứ nghĩ là mình phải chiến hết sức để có thể tăng. Không, cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi như vậy, nó sẽ đền đáp lại các bạn một cái quả rất xứng đáng, củng cố tất cả mọi thứ đấy. Thì cảm thấy 6 tháng vừa rồi rồi đến với anh thì nhận được gì nào? Giảm xương xương nhẹ nhẹ 12 kg. Rồi thì trước đó em cũng đã từng làm việc với anh rồi, biết cái cách làm việc của anh ấy, nó chuyên nghiệp, anh nói rất là chuyên nghiệp, em thấy là anh rất là thành công, kiểu như là anh giao bài, anh nói chung là em thấy là tập thì kiểu anh đưa giáo án rồi anh đưa cái lộ trình đi, nó từ từ ấy, nó không có nhanh quá mà nó hiệu quả. Em thấy rất là ok. Không bị stress đúng không? Em nghĩ là tại vì bây giờ em thấy là đồ ăn còn nhiều, em ăn xong em không có bị đói. Em nhớ là chưa không tới 300 trước, anh mới giảm cho em có 50g carb rồi. Giảm 2 lần. Thế là trong 6 tháng mình mới giảm 2 lần mà giảm được 12 cân. Đây, quay cho các bạn xong là phải check in, thực hiện nhiệm vụ check in với các bạn khách hàng của mình. Còn có lẽ anh em mình room tour thì nhỉ? Thực ra cũng phải room tour đâu, tại vì thực ra là mình không phải là một người chi tiết chi ly mà mình kiểu thực hiện hết luôn á. Và mình giống như kiểu để công năng nó sử dụng nên cái phòng của mình nó không có một cái gì gọi là quá cầu kỳ cả. Ok, chúng ta sẽ đi xem nhá. Thực ra thì đây là cái kệ của nhà người ta, nó là một phòng ngủ, mình thuê một căn hộ gọi là 3 phòng ngủ à. Và ở đây thì nó chỉ là cái những cái đồ của người ta, thực ra là cái này là đồ thừa của phòng vợ mình mang sang các bạn ạ. Thôi cái này không nói nhé. Còn đây là góc chính của anh em mình làm việc này. Đây là bàn làm việc của mình này. Còn đây là bàn làm việc của hai bạn nhân viên của mình, nhưng mà hôm nay hai bạn ấy cùng nghỉ cùng một lúc. Trùng hợp quá. Đấy, đây là một cái bảng thì mình muốn viết cái bảng mà content, những cái gì mà mình muốn viết lên đây á thì bao giờ mình cũng cầm một cái bảng ở đây. Góc này thì nó chỉ là những cái chỗ, đây là đồ tập của mình hay những cái đồ mà gọi là mình không cần dùng hết bao giờ. Nhưng mình muốn hỏi các bạn này, mình rất là mình muốn làm chỗ này nó gọn á, thì có cái cách gì để có thể có cái từ khóa nào search để mà có thể gọi là làm cho cái này gọn được không? Mình rất là ghét nó mất kỳ đó, mặc dù đấy thế không? Này rất là bừa bộn nhá. Còn đây rất là mình rất thích ở cái phòng này là nó có những cái ô như thế này, nên thành ra là mình chọn cái phòng này là phòng làm việc luôn, khi mà mình có thể để giá sách này, để tất cả những cái đồ của mình từ nút bạc hay là đến cái bảng master trainer hay cả kìa. Ôi mình thề luôn, con mèo với bạn mèo này có khi là mình phải mua một cái bạn thú nào kiểu đứng đỡ, giống như kiểu Sonoku đỡ em mèo này. Rồi, nói về góc làm việc của mình thì nó khá là
bình thường đơn sơ như bao nhiêu góc cũ vẫn là một cái góc để mình có thể vừa ngồi học làm việc edit, hay là đây là cái mic để mình hay quay check in cho các bạn client của mình. Đơn giản là thế thôi, không có gì cực kỳ phức tạp cả. Hôm nay thì mình cũng đang on air cái tập 6 về những cái lỗi mà tập show á ai cũng sẽ mắc phải, và đặc biệt bản thân mình ngày trước mình cũng mắc phải. Hôm nay thì mình muốn nói chuyện một chút, đấy là sao nhở? Thực ra cái việc mà chuyển nhà với mình á, mình thực ra mình không hề muốn tí nào. Mình phải nói là trong cái năm nay thì cái việc mà ổn định chỗ ở của mình nó cũng hơi lận đận. Đấy là năm nay mình thuê 3 chỗ. Đây là chỗ thứ 3. Thì hai chỗ trước chuyển nhà xong đến chuyển lúc nào người ta bán ở nhà hết. Mình không biết là mình có cái vía gì không, nhưng mà kiểu cứ làm hợp đồng xong là người ta phá hợp đồng. Và người ta đến hợp đồng, người ta bảo mình đi. Xong đến căn thứ 2 cũng tương tự, cũng đền hợp đồng, thậm chí ở nhà này nó còn đền cho mình 2 tháng hẳn hợp đồng để mình lại chuyển đi tiếp. Và thực ra bản thân mình cũng không có được gọi là không thích gì cả cái đền đấy. Đền nó chỉ là một cái thôi các bạn ạ, nhưng mà cái mà mệt là nó di chuyển nhiều. Rồi cũng như là mình có em nhỏ, lần đầu tiên mình chuyển thì là bởi mình đang mang bầu, đợt đấy là Covid nhiều nữa. Đó thì nó rất là bất cập và đôi khi nó tạo ra rất là nhiều stress. Nhưng mà thực ra đấy, thực ra nói về cái vấn đề đấy thì mình lại cảm thấy là gọi là positive thinking. Đấy là khi mình chuyển nhà nhiều như này, mình lại có nhiều cái cơ hội để mình thấy được là những cái cấu trúc, cấu tạo của các cái nhà mà, hay là kể cả những cái phòng làm việc như nào mình mong muốn, hay kể cả tất cả mọi thứ như đấy, cách vận hành nhá, hay đơn giản nó chỉ là không gian. Ví dụ như thực ra sau khi 3 lần chuyển nhà, lần đầu tiên các bạn xem cái vlog mà đợt mình đang cắt rất là sâu á, rồi đấy là mình ở một cái căn hộ nó rất là rộng, khoảng tầm 125 m² vậy, có 2 phòng làm việc liền, rất là thoải mái. Nhưng mà dần dần đấy mình thay đổi sang một phòng nhỏ hơn, thiết kế không được tốt lắm, và chuyển sang phòng này nó ok hơn rất là nhiều nhá. Đợt này là ok cực kỳ rất là nhiều, khi mà mình thấy được kể cả cái phòng này nó gọi là cấu tạo tất cả mọi thứ, không phải cấu tạo mà là thiết kế tất cả mọi thứ, phòng nó chia đẹp hơn, ổn định hơn, và đặc biệt là có những cái khu như thế này đó. Thì thực ra là mình lại rất là thấy chuyển xong rồi, ổn định rồi, cũng thấy vui hơn, cũng thấy tuyệt vời hơn, và đôi khi nó lại là một cái dấu ấn gì đó để cho mình thấy được là một năm nay nó không chỉ là cái việc mà mình làm công việc của mình, mà nó còn là việc mình kiểm soát cái cuộc sống gia đình. Làm sao đấy, khi vợ mình stress như thế, khi vợ mình mang bầu như thế, làm sao để giúp vợ mình cân bằng được cảm xúc, rồi cũng như là cân bằng cảm xúc của mình để không làm cho vợ mình áp lực. Tất cả mọi thứ như thế nó giúp cho mình có những cái bài học. Làm sao, thực ra những cái đấy nó rất là quan trọng trong bodybuilding. Khi mà các bạn phải ổn định cuộc sống bình thường đã, thì lúc đấy các bạn mới có thể phát triển được tốt nhất về mặt đấy, kiểu bodybuilding. Giống như các bạn đi load ấy, đi load là các bạn để có thể phục hồi tốt hơn mà. Và thực ra là mình rất may, bản thân mình và mình nói rất là may, tại vì sao mình vẫn tập và có thể duy trì được trong thời gian như bây giờ, mà mặc dù đêm mình phải dậy 2 lần trông con. Đấy là mình hình thành cái routine của mình từ rất là lâu rồi. Routine của mình chỉ làm việc từ 8 giờ sáng đến 12 giờ sáng thôi. Buổi chiều mình đi tập, và buổi tối ngày xưa là đợt chưa có con, vợ chưa có bầu, thì dành thời gian với vợ, dành thời gian với gia đình. Ngày xưa là ở bên Mỹ thì thời gian đấy là để học, và đôi khi kiểu không muốn học đâu thì chơi, chơi nhưng mà hay bị stress lắm. Nhưng mà đến khi mình về Việt Nam mình cảm thấy là cái thời gian này rất là hợp lý với mình, để mình có thể kiểm soát stress khi cả ngày mình vẫn giữ volume, vẫn giữ công việc như thế, 8 giờ đến 12 giờ sáng làm việc, ăn cơm xong buổi chiều đi tập, 1:30-2 giờ đi tập. Xong buổi chiều tối là bắt đầu dành thời gian cho gia đình, với vợ với con. Và tất cả cái thời gian đấy nó không ảnh hưởng bất kỳ cái gì đến công việc của mình, nên thành ra nó lại là một cái rất là phù hợp với chính với bản thân mình đó. Nên đôi khi á, với một bạn hay mọi người, chắc là mọi người sẽ phải thay đổi rất là nhiều nếu mọi người đi làm full time, không có thời gian ở bên vợ con, chưa nói gì đến việc mọi người đi tập đó. Nên thời gian này nếu mà mọi người cảm thấy là không tập được không sao đâu, hãy dành thời gian cho gia đình,
bản thân mình phải nói như thế nhá. Bởi vì nếu mà các bạn kiểu nghĩ là ừ, mình phải cố sống cố chết để tập và bắt vợ mình phải cố gắng ở nhà chăm con một mình á, thì đôi khi nó lại tạo thành stress cho các bạn và cái việc các bạn tập nó lại không đem lại lợi ích gì cho các bạn. Đó, nên mỗi thời gian chúng ta đều có những cái gọi là priority, những cái mà các bạn sẽ ưu tiên hơn. Thì thời gian này với mình nó sẽ là vẫn tập luyện. Mình rất là may khi mình vẫn tập luyện, gọi là quan tâm tới những cái khách hàng của mình nhiều hơn thay vì là đẩy marketing nhiều hơn. Đó, tại vì thực ra mình có rất là nhiều cái mà mình muốn làm và thậm chí hiện tại mình còn đang xây một căn nhà. Để sang năm mình sẽ chuyển nhà một lần nữa, nhưng mà đấy là gọi là lần cuối cùng mà chúng ta sẽ chuyển nhà, hy vọng là trong 10 năm nữa không chuyển nhà nữa. Còn ví dụ lỡ may thành công hơn mà khoảng tầm 5-6 năm nữa mà làm được có số tiền thì maybe lại chuyển nhà nữa, biết đâu. Nhưng mà hiện tại thì đang xây một căn, không phải xây mà nó cải tạo một căn nhà. Cái đấy mình chưa tiết lộ được. Và căn nhà đấy cũng chính là một cái trụ sở để mình làm việc hơn. Và đấy, sau này mình cũng cố gắng để làm sao khi mà mình có cái chỗ riêng để mình tập như thế, mình sẽ không mất công mình đi làm buổi chiều nữa, mà giống như kiểu mình đang phải mua thêm thời gian để mình làm việc. Đó, nên là với những bạn trẻ, đặc biệt là các bạn bây giờ, hãy hình thành những cái routine của bạn, hãy quý trọng thời gian khi các bạn có nhiều thời gian. Ngày xưa mình cũng không quý trọng lắm đâu, nhưng mà đến như bây giờ mình ước là mình có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà thôi, đấy, có bao nhiêu hãy chắc chắn bấy nhiêu để làm sao nó liên tục vận hành, đừng cố gọi là hết sức một ngày xong rồi bỏ cả. Đó, thì đấy là con đường sẽ giúp bạn thành công nhanh hơn nhá. Hôm nay vlog nó hơi khác. Sang tuần chúng ta sẽ sang vlog 2. Trải nghiệm mới, thú vị mới. Mình đã sang vlog 2 ngày hôm nay rồi. Sau khi quay các bạn nó hơi delay nên mình cũng mong các bạn thông cảm nha. Chiến đấu hết mình và mình sẽ gặp lại các bạn tuần sau để với nhiều content thú vị hơn, cháy hơn và off season này tích cực. Nên các bạn hãy học cách nhá, yêu cái thời gian hiện tại. Và các bạn sẽ hạnh phúc rất nhiều.